đã bắt đầu đi rồi ạ. Hành trình vạn dặm đều xuất phát từ bước chân đầu tiên ạ. Là để trong cái đỉnh bát này của Phật, và khi mình tu mà hội tụ đủ phước đức cái này rồi á, thì nếu mà ai có thể là có duyên thì em cũng sẽ là trao duyên cho cái người đó cái đỉnh bát này để tu tập đó, về đủ phước đức nhân duyên thì là sẽ là tu tập. Thì khi mà vào phước đức thì bát của ngài á thì màu nhiệm lắm, là dạ chị một tí xíu là chị muốn trao cho sư em hay sao? Không, hôm qua em dâng rồi. Dạ, hôm qua con dâng rồi. Dạ. Yeah. Hôm qua là đúng kim đúng không? Cái này là gọi cái bát hay là cái chuông? Ở chùa, vào chùa thì là chuông. Yeah. Nhưng mà bình thường mình cầm đi vậy gọi là bát. Tại vì chuông của ngài nó có hai nghĩa là vậy mà. Vừa là chuông và là vừa là bình bát. Đó. Ngày hôm qua là chị đưa cho sư mà sư không chịu. Ngài chỉ cầm một cái này, ngài đi khất thực và bao nhiêu công đức phước là lành là ngài quy tụ vào trong cái bình bát này. Chả đến khi mà bình bát như vậy á là đã có pháp gọi là pháp, cái này gọi là pháp bảo của ngài đó. Thì khi mà giống như là đến đời nào mà có tà ma quỷ giữ ngoại đạo trong kia thì Đức Phật Tổ Như Lai vẫn là úp một cái bát này để nhốt con Ngộ Không, đúng không ạ? Ngộ Không thật giả đó. Đó thì cái bát này là dạy cho tất cả lớp sau của chúng ta tu hành theo đạo Phật đó, là mình sống là cứ chân thật. Đó, chân thật thì là sẽ thắng được tất cả. Chứ mình mà sống giả dối thì giống như con Ngộ Không giả là vẫn bị nhốt vào cái bình bát đó thôi, không ra nổi. Chẳng hạn là như vậy. Cái này là chị mua như thế nào? Dạ con mua ạ. Mua sao cầm thấy ở dưới là nó cũng bay màu dưới à? Dạ. Con mua ạ. Dạ, mua lâu chưa? Con mới mua đi phát nguyện để hôm nay để đi hành khất theo bước chân ngài thôi ạ. Chị hôm nay là ngày hôm qua chị tặng là sư không nhận, hôm nay chị tự đi luôn hả? Đâu có. Ngài nhận xong ngài đưa lại con, ngài bảo là về con giữ lấy. Ừ. Rồi còn xong này mà hợp duyên ai thì mình trao duyên cho người đó. Yeah. Thì cái này là đều là hữu duyên mà. Yeah. Con dâng ngài như vậy là ngài chứng cho mình cái tâm. À, dâng đây là dâng là trên có Phật thánh đó, dưới là có Phật sống là ngài Thích Minh Tuệ đó. Thế thành ra là mình dâng là bằng cái tâm, chứ cứ không nhất thiết là dâng là ngài nhận. Như mọi người muốn được phước báo thì cứ không nhất thiết là phải dúi vào tay nhận đó với là khởi được cái tâm đâu. Bởi vì mình cứ phát nguyện cái tâm rồi, mà khi ngài đã nhận cho mình rồi là đó là cái tâm mình đã hoan hỉ, chứ đâu cứ phải là nhất thiết là. Tại vì khi mà nhận đủ rồi thì cũng thôi, như con đây cũng thế. Ví dụ hôm qua người ta cho con có một chai nước rồi, người ta cho con thêm một chai nữa. Thì đến một đoạn đường nào đấy con thấy ai mà bị duyên con này cho lại cho người đó. Yeah. Đó, tại vì một chai đi trên đường mà uống như thế này là đủ rồi. Đó, lúc nào mà mình hết á thì một là có thể là trong năm, trong thời gian là đi du hành khất thực này là học theo hành của ngài, thì mình có thể là xin họ phước bố thí. Đó, còn họ không cho mình á thì là phước của mình còn bị tổ đi, còn kém. Nhưng họ cho mình á thì là phước của mình cũng là lớn. Đó, dạ. Chị có dự định hôm nay là xuống tóc luôn đi luôn không? Dạ, con á là định xuống tóc là từ lâu rồi. Ừ. Nhưng mà do là con còn đang mắc nợ là con cái. Ừ. Đó, con cái thì do con phải chưa chay trường được hẳn thanh tịnh để mà mình xuống tóc. Đó, mà đã xác định là xuống tóc rồi á là mình phải chay trường luôn được. Yeah. Đó, thì khi đó mình mới xuống tóc thì mình sẽ không làm mất đi ảnh cái thanh danh của các ngài. Ừ. Đó, còn bây giờ mình đang còn nợ là duyên với con cái. Đó, duyên nợ chồng thì nghiệp duyên thì hết rồi. Bây giờ các con còn nhỏ. Đó, cho nên là để mà tâm nguyện xuống tóc thì con muốn xuống tóc từ lâu rồi đó. Ừ. Dạ, từ mấy năm trước rồi, nhưng mà do con phải lo cho con cái đã. Mà đã là xuống tóc là phải ở ẩn và vào chùa hay là một cái cảnh giới nào đó là để mình ẩn cư, mình tu hành. Đó, thì thành ra là con cũng dự định sau này con cái con mà dựng vợ gả chồng lớn hết lên rồi là mới đi được là dạng lúc ấy là khoảng cái đó là cũng có thể là xuống tóc, hoặc là ngài cũng có thể là cho mình làm thầy hay là một cái gì đấy, thì lúc ấy là mình lại tu tập đã, thì lúc ấy mình mới thành được đạo chứ. Ừ. Bây giờ mình chưa tu làm sao mà đã thành được ạ? Với hay là bữa nay là ngày thứ hai chị? Ngày thứ hai ạ. Mình là quê Quảng Trị. À, không, quê con là ở ngoài Hà Nội.
À, chị ngoài Hà Nội hả? Dạ, tôi ra đường ngoài Hà Nội, nhưng mà con kinh doanh là ở Quảng Trị. À, kinh doanh ở Quảng Trị. Hôm nay là ngày đi qua Quảng Trị là về với trường Bồ Đề được khai mở, và quan của Phật sẽ dọc xuống trường Bồ Đề để cầu cho các công minh chiến sĩ liệt sĩ ở nơi đó là sớm ngày siêu thoát. Hội đồng liệt sĩ tại vì năm chiến tranh 1972 81 ngày đêm lịch sử Quảng Trị dấu ấn trong tim. Dạ, đó là một mốc lịch sử đó, mà còn sót lại chiến tranh trường Bồ Đề á, là có một ngôi nhà rất là hoang tàn. Thì hôm nay được Phật giáng thế trần gian, vừa là Phật ở trên cảnh cung trời lao lợi, cùng là dưới trần gian, là cũng mong nguyện là nguyện này của con là cũng con chỉ mong là thành và viên mãn thôi, để cho tất cả con linh chiến sĩ liệt sĩ trường Bồ Đề siêu thoát hết. Dạ, cảm ơn. Hôm nay là đi cũng đi bộ hành phía sau sân vận tải nha mọi người. Đi chuyến thăm, chỉ đi chuyến thăm được mấy ngày rồi? Hôm qua. Qua ha. Hôm nay mình nhặt vải này là để mình may luôn hay sao? Không, vải này là vừa nãy là của các ngài đánh chơi. Rồi mình nhặt ha. Chơi thì họ lượng họ đưa cho con. Dạ. Thì cũng bảo là có duyên, tại vì cũng như con nói rồi đó, khi con ngủ là ngài cho con thấy là ngài ban cho con áo cà sa. Thì ai, tự dưng ban. Đức Phật ở trên vô hình, cõi vô hình kia là khi mình ngủ thế này này, giống như thiền định là sẽ được thấy các ngài đó. Dạ, ai tu cũng có sẽ thể thấy được, không những là thấy được Phật sống mà còn thấy được cả vị Phật ngài vô hình, cõi vô hình nữa cơ. Dạ, thế thành ra là khi mà mình thấy như vậy thì hôm nay có duyên với những mảnh vải xanh đỏ tím vàng thế này, mà để mà trong tâm linh á là chỉ có mẫu thân con là biết cái điều đấy thôi. Nhiều khi con thấy cái gì con mới bảo mẹ ơi, con thấy là ngài ban cho con chiếc áo cà sa mẹ ạ. Đó thì hôm nay là như vậy là chắc là mẹ mà biết được cái điều như vậy là mẹ cảm thấy cũng hạnh phúc lắm, bởi vì mình trước đấy ngài đã cho mình biết rồi, mà hôm nay là thực hành ở thực tế ở đời luôn. Đó, nó gọi là phép màu nhiệm của Phật, nó linh ứng cỡ đó. Dạ, A Di Đà Phật. Chị bây giờ có đi khất thực gì không? Dạ không, con thì nói chung là ai cho con gì thì con ăn cái đó thôi. Con cũng hôm nay con đi là con cũng học hạnh của ngài là ăn có một bữa buổi sáng đó. Yeah. Như ví dụ bữa sáng này ai cho gì thì mình ăn, còn ai không cho mà ở nhà là con ăn ngày cũng hai bữa. Mà không ăn chút là đói. Nhưng phát nguyện lời nguyện của mình hôm qua như thế rồi, mà sáng hôm qua ăn có 2-3 miếng mì. Mà nhìn từ hôm qua đến tận hôm nay luôn. Dạ, đêm hôm qua thì có người cho cái gói bánh này thì con ăn. Kìa, có người khất thực kìa. Dạ. Kìa, dạ. Rồi, vừa nói cái có khất thực liền chạy. Linh dữ vậy. Em ơi, lành cho chị. Dạ. Chị ăn luôn. Cảm ơn. Dạ. Một ngày ăn chuyến bữa ha. Dạ đúng rồi, một bữa sáng. Có thấy bữa chiều có đói không? Dạ không, từ dưng hôm nay phát nguyện đi vậy là mình không thấy đói. Không đói luôn ha. Dạ, thật sự là không thấy đói luôn. Nếu mà không có các vị Phật đây rồi các ngài gia hộ nó kia thì để mà năng lực của người trần thì thật sự là không thể nào mà hành nổi. Dạ, A Di Đà Phật. Hiện tại chị ăn có ăn chay hay là ăn mặn? Dạ thì thỉnh thoảng mà mua đồ về cho con nó cứ đòi mua chút thịt đồ này kia là mua chút cho nó ăn thôi, mà con thì cũng không ăn, có dư thì con ăn cho khỏi gọi là bỏ uổng thôi. Dạ. Chứ giờ con cũng không có nghĩ đến cái chuyện là ăn nữa, và ăn chay hay ăn mặn là con cũng kiểu dạ. nó bình bình á. Dạ. Rồi giờ chị thở thật đi, ăn đi rồi đi tiếp ha. Để em đi kiếm chị. Bà cử thấy không? Rồi mỗi ngày lại no. Để đi, ăn đi chị ơi. Còn đi nữa mà. Một hộp thôi, một hộp thôi. Chị ăn bữa sáng rồi, cũng theo hạnh của ngài là cũng chỉ. Bữa trưa thì có lỡ có đói đói vẫn ăn được mà, không sao đâu. Rồi thế thôi, cứ để đây. Ví dụ đi mà đói mình ăn thôi, từ từ rồi tập sao. Nếu mà đói thì mình vẫn có thể là ăn được, vẫn được chẳng hạn. Bởi vì là khi Đức Phật đi du hành khất thực á, là ngài bảo khi ta tu á là ta phải tu ở mức ở trung chứ không phải là để thân xác mà hành. Đây. Thank you.
Chị từ Hà Nội ra luôn mọi người. chưa đang khắc thực. Đang khắc thực cái gì đó. Đây là chị đang chờ để mà sót mọi người. Là sư đến đi phát rồi nè. Cử đến đây để mà cho đồ cho thầy nha mọi người. Chón cái thế nào đấy ạ? Cái đó là hữu duyên. Hữu duyên, hữu duyên thầy có nhận được không? Hy vọng là hy vọng là cái này là đồ gì vậy? Hữu duyên với thầy các bạn. Rất là tuyệt vời các bạn. Đồ này đồ gì vậy? Giải này sao? Đúng rồi thầy, ông mưa mới chỉ mấy kim mấy kéo. Để đủ mấy lại các bạn. Mấy băng râu. Cái này là gì? Tất cả nơi đều thịt đó. Ở chỗ này thì có mưa không đó. Anh có tính kê cho ông mưa không đó. Có những sư theo thầy các bạn. Áo mưa chắc sư không xài đâu. Ít có sư nào xài lắm. Lúc anh đang ngồi ăn hoặc là đang đi chơi chắc mưa cái. Chắc chắn là thầy sẽ không dùng không? Sẽ không dùng. Mà thầy có dùng kim chỉ thì may năm thầy. Thầy có bát lưu thì áo mưa là chắc chắn là sẽ không dùng. Thầy có nhận không có nhìn thấy tổn mưa gì thầy đều. Chị ở đâu chị? Ngoài Bắc thì có ba người đôi ba thầy cho đôi. Nhưng bây giờ trong đây đông hai đứa là mọi người cứ nghĩ đến là chỉ làm sao mà vào được để bái yết thầy thôi. Nhưng bây giờ là mình ở ngoài mình nhìn vào mình lấy ngộ ra là thầy cần những cái gì. Em kể cả xa muốn dặn mình cũng phóng vào để cũng được. Chị ở đâu đến đây chị? Ở ngoài Sơn Tây, Hà Nội. Hà Nội các bạn, rất là tuyệt vời. Ở ngoài Nội chuẩn bị lần này là có gặp thầy lần thứ mấy rồi? Là thứ hai. Thứ hai. ba giỏ luôn thì cũng là các chị đang dường thầy chính dường thầy các những áo mưa này áo mưa kim chỉ này áo mưa này kim chỉ lông này một phần vậy là được mấy cái vậy một cái này là có túi này thì chỉ có áo mưa không rồi còn chỗ này là 48 thầy này. Rồi chuẩn bị 48 thầy luôn. Ở câu này thì nhưng mà này. Em nghĩ rằng là chắc áo mưa là thầy không nhận đâu. Ít tay xài đó. Thầy nhiều ngạnh mà chứ nói chung là thầy không có dùng áo mưa đâu, chỉ dùng là kim chỉ thôi. Vâng. Nói chung là em đi cùng là em biết, tại vì mưa là thầy cũng không bao giờ bà con đưa áo mưa thầy cả. Dạ. Nói chung là cái đó là cái lòng tốt của các chị nhưng mà nói chung là thầy không có nhận. Tại vì thầy chịu nắng mưa mà. Chịu nắng mưa thầy đâu có nhận đâu. Có thể là kim chỉ là thầy cũng mặc như tôi mới mặc bên cạnh thầy không nhận chị ơi đó là thầy không có nhận bây giờ áo mưa rồi thầy chứ. Thì thầy cũng nhận nhưng mà những người mới ấy, người ta mới người ta chưa kiểu như là người ta chưa chịu nắng mưa bao giờ ấy mà người ta bị cái con đậu còn thầy thì thầy chắc chắn chung không dám nhận đâu nói chung là không phải vậy đó chỉ có là kim chỉ nè thầy nhận thôi. Nếu mà thầy đủ thì thầy không bao giờ nhận. Còn không, túi bóng thì túi bóng thầy thì thầy nhận. Tại vì hôm ở ngoài Bắc đã có cái cô vật tử của chúng tôi là thầy túi bóng thì thầy nhận để thầy được đồ. Còn áo mưa thì chung là áo mưa là thầy không nhận. Tại vì nói chung là con thầy cũng rất nhiều đó, người ta cũng có tấm lễ cúng dường á, nhưng mà thầy không nhận. Tại vì cái này là thầy tôi khổ hạnh mà gặp mưa giải nắng thôi. Chứ bây giờ mà đâu có mà bằng áo mưa được đâu. Các sư khác cũng vậy thôi.